Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã có một chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Trên tay em ngày hôm nay đang cầm để gửi tới mọi người một sản phẩm, đó chính là cảm biến ngăn lạnh nhiệt độ trong xe của xe Hyundai Grand i10. Sản phẩm của công ty HMC Hyundai tại Ấn Độ. Cái dòng sản phẩm của Hyundai Grand i10 này thì nó sẽ là hai giắc cắm này. Đây là cái chính là cái thân cảm biến. Đây là cái mũi ngửi này, cảm biến để báo nhiệt độ trong xe nha anh em nhé. Đây, nó sẽ đóng ngắt nhờ cái phần điện tử. Đây. Đó. Về cái cấu tạo của cái sản phẩm thì nó cũng khá là đơn giản. Thì nó chỉ bao gồm phần giắc điện và phần cảm biến. Chính cái phần cảm biến này nó là phần quan trọng nhất của cái cảm biến nhiệt độ này. Anh em mà quan tâm cần tư vấn hỗ trợ về sản phẩm, hãy liên hệ với em theo số 0769086333. Hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT, số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.